Lỡ phải lòng cái thành phố, thanh niên cờ hó trong cái gì mỗi ngày mà không hay biết cờ rớt đã rời đi từ hôm kia. Nghe tin hàng xóm có cô em gái dễ thương mới từ thành phố về chơi Tết, thanh niên không bạc vội vàng chạy sang để bắt chuyện làm quen. Ai mà có về đâu, thanh niên bị trúng ngay tiếng sét ái tình, làm sao xuyến con tim bé nhỏ, nên đã vội vàng lao vào tán tỉnh cô em gái ngay và luôn, mà không kịp suy nghĩ gì. Mà kể luôn cả việc bà già của em quyết liệt ngăn cấm hai đứa đến với nhau. Chưa dừng lại ở đó, thanh niên cờ hó còn si tình đến nỗi mỗi ngày đều sang nhà trên dưới 50 lần để mà trồng cây si trước cửa. Chỉ mong cô tiểu thư bé nhỏ ngó ra cửa nhìn anh lấy một lần. Thế nhưng thanh niên nào biết vừa xong kỳ nghỉ Tết, cờ rớt đã sớm theo mẹ về lại chốn thành đô, nhà xe rực rỡ. Quên luôn bến đò ngang con sông nhỏ, chốn quê xưa có chàng trai đớm, mỗi ngày vẫn đang dò dỏ mong chờ. Nhiều người sau khi xem qua đoạn clip đều thở dài hết lời khuyên nhủ chàng đớm nên sớm tỉnh ngộ mà từ bỏ cuộc tình gian dở này đi. Một số bình luận được mọi người để lại: bỏ đi con ơi, phận chân lắm tay bụng thì làm sao mà đèo bồng được gái thành phố. Để anh trúng tôm trúng lúa đi, lúc đó em chỉ là mối tình sơ sài lúc anh còn phong bạc mà thôi. Ai bảo không cần môn đăng hộ đối, không quan trọng nhan sắc đâu, bước ra đây. Giống kiểu mấy anh thanh niên dưới quê say nắng mấy cô tiểu thư Sài Gòn về quê chơi Tết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.